Con gái bị cáo dâm ô bé gái 13 tuổi khiến nạn nhân tự tử ở Cà Mau náo loạn phiên tòa. Đến tận giây phút nói lời sau cùng, bị cáo Hữu B vẫn cho rằng nạn nhân Kiều cố tình gài bẫy mình. B luôn khẳng định bị oan và quanh co chối tội không gây ra hành vi như gia đình bé Kiều tố cáo. Kết thúc phiên tòa, mấy người con của B xông lên náo loạn phiên tòa khi nghe hội đồng xét xử tuyên phạt B 7 năm tù giam. Sáng ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Hữu B, sinh năm 1960, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, về tội dâm ô trẻ em. Đây là bị cáo liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi ở Cà Mau tự tử vì gã hàng xóm dâm ô không bị khởi tố, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy bản án của tòa án sơ thẩm tuyên phạt là đúng người đúng tội. Tuy bị cáo B vẫn một mực khẳng định bản thân bị oan, Kiều tự nguyện sang nhà tìm B chơi và dụ dỗ B, nhưng những bằng chứng cơ quan điều tra cung cấp hoàn toàn phủ định lời khai của B. Do vậy, hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên án phạt 7 năm tù giam như tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau căn cứ vào lời khai của nạn nhân trước khi tự tử và các nhân chứng xác định bị cáo Hữu B phạm tội dâm ô trẻ em với tình tiết tăng nặng và nhiều lần. Tuy nhiên, trong 8 lần Hữu B bị truy tố trong cáo trạng, bị cáo B chỉ có thừa nhận 2 lần tiếp xúc với bé Kiều. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Hữu B 7 năm tù giam về tội dâm ô với trẻ em. Ngoài mức án trên, bị cáo B phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân 13 triệu đồng. Sau đó, bị cáo Hữu B kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm tiếp tục kêu oan. Tại phiên xét xử phúc thẩm lần này, bị cáo Hữu B tiếp tục không thừa nhận hành vi dâm ô nạn nhân Hồ Mộng Kiều, sinh năm 2004, cùng ngụ xã Tân Lộc, và thường trả lời không biết, không nhận tội. Theo đó, Hữu B cho biết, chính bé Kiều tự ý tìm đến nhà rồi vào thẳng buồng riêng của bị cáo chứ Hữu B không hề dụ dỗ. Đại diện viện kiểm sát nhận định ở độ tuổi của bé Kiều, các bé gái phải tìm là những người cùng trang lứa để chơi chứ không tìm một ông già rồi tự đi vào buồng như bị cáo nói được. Những lời mà bị cáo kêu oan cho rằng không phạm tội với bé Kiều là không hợp lý. Theo cáo trạng của phiên tòa sơ thẩm ngày 25 tháng 9 năm 2016, bà Hữu Thị Lợi, mẹ của bé Kiều đến công an xã Tân Lộc, trình bày việc con gái mình là Kiều bị ông Hữu B thực hiện hành vi giao cấu. Ngày 27 tháng 9 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thới Bình chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau ra thông báo gửi cho gia đình bà Lợi về quyết định không khởi tố vụ án, lý do chỉ có lời khai của Hồ Mộng Kiều, không có tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh ông Hữu B có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em. Vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2017, sau khi nhận quyết định không khởi tố vụ án, gia đình phát hiện cô bé ngất xỉu tím tái bên cạnh, có nhiều vỏ thuốc tây nên đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau. Sau cái chết của Kiều, người thân tìm thấy bút tích của Kiều trên hai mặt giấy học trò, sự thật phơi bày, tôi đã sắp chết, không còn ở trên trái đất này nữa. Tôi chết nhắm mắt cũng không yên khi chuyện này không được giải quyết. Gia đình nạn nhân Kiều đã cầm đơn đi khiếu kiện nhiều nơi để đòi lại công bằng cho con gái. Liên quan đến vụ án, Thượng tá Trần Hồng Lộc, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bị cách chức, đồng thời một số cán bộ điều tra khác cũng bị cách chức và bị đình chỉ công tác vì trước đó đã không điều tra đến cùng sự việc, dẫn tới việc không khởi tố vụ án. Sau nhiều lần nỗ lực kêu cứu với sự hỗ trợ nghiệp vụ và cử điều tra viên từ Bộ Công an tỉnh Cà Mau thay đổi điều tra viên để điều tra nghi án Kiều bị hiếp dâm dẫn đến tự tử. Theo đó, cơ quan điều tra xác minh từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 9 năm 2016, ông Hữu B lợi dụng sự ngây thơ của bé Kiều nhiều lần dụ dỗ viết giấy hẹn, gọi điện thoại cho tiền nhằm thực hiện hành vi dâm ô với bé Kiều. Sau nhiều tháng điều tra, ngày 19 tháng 9 năm 2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi dâm ô trẻ em đối với ông Hữu B.
Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối tượng Hữu B tội dâm ô đối với trẻ em. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, việc chỉ khởi tố tội dâm ô trẻ em là do mới đủ chứng cứ để kết tội danh này đối với Hữu B. Khi chủ tọa tuyên bố bản án, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh dành cho bị cáo, gia đình Hữu B phẫn nộ gây náo loạn, xông lên rào chắn để phản đối quyết định của tòa. Người thân của B tỏ ra vô cùng bức xúc, tức giận, một số người la hét ầm ĩ, gào thét vì cho rằng B bị oan, lực lượng công an phải huy động hơn 30 chiến sĩ để ổn định trật tự. Sẽ đề nghị kháng nghị, bản án 18 tháng tù treo. Vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô ngày 11 tháng 5 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở phiên xử phúc thẩm vụ án dâm ô trẻ em đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, 78 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngụ chung cư La Kỳ Sai, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu và tuyên phạt bị cáo mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, phiên sơ thẩm, bị cáo này bị tuyên phạt 3 năm tù giam. Phán quyết này của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ông ta đã thực hiện hành vi dâm ô với nhiều trẻ em và nhiều lần. Tại phiên phúc thẩm vừa qua, bị cáo không hề tỏ ra ăn năn hối hận mà còn cho rằng mình bị vu oan và đe dọa sẽ kiện những người tố cáo mình. Trong suốt phiên tòa, bị cáo Thủy luôn ngẩng cao đầu và tỏ thái độ thách thức đối với hội đồng xét xử, khiến những người tham dự phiên tòa vô cùng bức xúc, cho rằng bản án 18 tháng tù là quá nhẹ, không đủ sức gian đe. Nhiều người đã gửi đơn tới Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội vào cuộc. Trao đổi với Vietnamnet, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao xem xét lại vụ án. Theo nội dung văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm không đồng tình với bản án đã tuyên của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bởi, hành vi của bị cáo là phạm tội với trẻ em, phạm tội nhiều lần với nhiều người. Theo hội này, đây là bản án không có tính răn đe. Bởi lẽ, đã xâm hại trẻ em, tức là vi phạm điều 6, khoản 3, luật trẻ em, gây bức xúc trong dư luận. Việc tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ với người là đảng viên, người già yếu là không thể chấp nhận được. Bởi là đảng viên phải làm gương. Tòa đáng ra phải áp dụng tình tiết tăng nặng vì phạm tội với trẻ em, phạm tội nhiều lần đối với nhiều người. Ngoài ra, đã kết tội là dâm ô thì không thể tuyên phạt mức án treo. Cho dù sức khỏe già yếu như thế nào, luật sư Nữ khẳng định bản thân bà và hội sẽ đi đến cùng vụ việc này. Còn luật sư Lê Ngọc Luân, hãng luật Gồ Khay, người góp phần đưa sự việc ra ánh sáng khẳng định ngày mai ngày 14 tháng 5 sẽ có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát và Chánh tòa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ý kiến gửi chánh án và Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao để kháng nghị bản án phúc thẩm tuyên bị cáo Thủy 18 tháng tù cho hưởng án treo. Trong trường hợp này, tôi không chắc chắn chánh án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thực hiện hay không, vì kết quả vừa rồi do chính cấp dưới xử. Nếu chánh tòa biết đau nỗi đau con trẻ, đồng cảm với sự uất hận của các bậc cha mẹ thì sẽ làm ngay. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thực hiện bởi Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Thủy dâm ô nhiều trẻ em, tòa sơ thẩm thành phố Vũng Tàu kết tội đúng như vậy, mức án 3 năm với tôi là còn nhẹ. Thế nhưng tòa phúc thẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giảm án với lý do tuổi cao sức yếu, đảng viên làm ngân hàng, có nhiều đóng góp và cho rằng một trường hợp cháu bé bị xâm hại chưa đủ căn cứ kết tội, nghĩa là quan điểm của Viện Kiểm sát và tòa án khác nhau. Đó cũng là hành vi bỏ lọt tội phạm của bị cáo Thủy, bởi Viện Kiểm sát ngoài chức năng công tố, còn có trách nhiệm kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó có việc xét xử của tòa án. Vì vậy, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải có văn bản đề nghị Viện trưởng và Chánh tòa cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm, không thể nào khác. Đồng thời với việc gửi cho Viện trưởng Viện Kiểm sát và Chánh tòa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tôi cũng chính thức gửi văn bản cho Chánh án và Viện trưởng cấp cao kháng nghị toàn bộ bản án phúc thẩm tuyên 18 tháng tù treo với lý do áp dụng pháp luật hình sự sai nghiêm trọng, luật sư Luân cho hay. Theo điều tra, cuối tháng 6 năm 2016, trong lúc tâm sự với bé N, chị Thi ở chung cư La Kỳ Sai, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu,
tá hỏa khi nghe con gái kể về việc bị ông Thủy đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục. Chị Thi đã đưa điện thoại để cháu N đi chụp hình người đàn ông trên và cháu N đã chỉ đích danh ông Thủy. Sau đó, chị Thi đã nhiều lần làm đơn gửi công an, đồng thời gửi các cấp có thẩm quyền xử lý. Ngày 21 tháng 8 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án dâm ô với trẻ em. Riêng quyết định khởi tố bị can không được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Bức xúc việc hơn 6 tháng không nhận được phản hồi từ các cơ quan có thẩm quyền tại Vũng Tàu, dù đã có quyết định khởi tố. Gia đình nạn nhân gửi đơn đến Chủ tịch nước. Qua đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các cơ quan tư pháp vào cuộc để sớm có kết luận. Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, mà gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục điều tra vì nhận thấy chưa đủ cơ sở, cần phải củng cố thêm chứng cứ. Ngày 15 tháng 3 năm 2017, ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Vũng Tàu ra ngay quyết định khởi tố bị can, Nguyễn Khắc Thủy về tội dâm ô trẻ em, theo quy định tại Điều 116, Bộ Luật Hình sự.